Phút thủ. Này quá nè. Rất hay. Nghìn tinh. Con. Cắt tay. Rồi. Rất nhanh. Rất hay. Và cầu xinh đáng hay này. Chết. Tay vào hàng đầu Bắc Ninh nhé. Hướng Đức bên xuống bên nào nhỉ? Số 2. Đây là số 2 rồi à? Trên bảng xếp hạng thì cặp đôi Hướng Đức đang là số 2 Việt Nam. Thế Đình Hoàng đi mạnh số mấy? Số 4. Con Tuấn Hồng lao xuống kìa. Số 4. À số 3. Còn anh đây thôi. Anh đi thôi. Em sẽ phải nhắm mít ngay. Tập chém rồi. Vâng. Tập chém và tập hất. Mệt quá. Tập tiếp của mày. Có mất thôi. Móc thật. Oh dear. Theo Tuấn Anh và Hưng Đức. Bồ xe đấy. Sân đàn anh và đàn em chiến đấu với nhau. Đây là hai cặp đôi mạnh nhất của tỉnh Bắc Ninh. Rất nhanh và tách khiến đến từ vận viên Tuấn Anh. Để chia sẻ mạnh của livestream hay không. Thầy Hải dạy em chắc. Thầy Hải chuyên dùng người đấy hay. Thủ thế làm công luôn. Nhiều quá đập mạnh phản phát luôn tận mặt luôn. Hừng to quá. Và đập rất nặng. Ai? Lật cái này vào lưới. Hay quá. Chân. Khủng long bảo mèo đập. Mày cho tiếng ngươi đấy rồi. Cho tăng lại.
rất là mẹ. 6, 7. Rất nhanh. Bảy đều. Đúng rồi, quay nhà trên một nước bạn, cái gì cho mai không được. Còn hai hôm trước nữa. Còn hai hôm trước nữa cơ mà. Hôm nay anh em cũng chơi nước. Ok. Kì. Anh em nhớ nhá, anh nhớ nhá. Rồi. Thủ. Rất hay. Nhìn tinh con thật tay rồi rất nhanh rất tay và cầu xứng đáng hai tay cái ảnh bay bay lộn hưng bay em về ngành vâng khủng long bay điểm số bây giờ là 87. Thở đi rồi. Em chiếm những đường cầu rất là đẳng cấp. Bổ sẻ anh em ơi. Em chia sẻ live stream này. Mỗi người trong chia sẻ trận ngày hôm nay. Và xem cầu out. Điểm số bây giờ là 8 đều. Trận này tiêu tầm 8 quả cầu. Đặt kín rất hay. Rất hay. Hít thở sâu, hít thở sâu. Vì bạn ngồi nhiều quá, ý người rồi. Quen cầu nhau với em, quả đạo bắt được. Nên là cái hình chay rồi. Thôi chết. Bảo anh à. Bảo anh cho xem bảo gì anh thôi. Nó ở bên quán rồi. Ờ. Nó hỏi anh có tí có lên kia không? Anh không á? Của em ơi! Môi khẩu ai dính tắt. Anh cũng
anh Thiều không lên, anh Thiều đang đánh cầu. Nó bảo gì? Lên để gì? Lên hay không lên để gì? Để xin về anh nào, lên lên rồi. Nó bảo anh cứ gọi đá. Cái gì cơ? Cứ gọi đá. Gọi đá. Hãy đám lên nhanh mang xuống. Thế thôi mà. Đấy, ta hết giờ làm không phải không trở về. Không đi luôn cho cái số ghi đá. Dương Trung Đức, nhà chuyên đập đá. Tào Lương à, em cứ bảo cho em 5 tỷ đá ra cầu tháp là được. Quán cà phê nhà mình 90. Chị ơi cho em 5 từ đá ra quán anh Bia em có cà phê ở Hồ Bia rồi đến quán của Dương Thiều. Bây giờ ấy chị. Vâng ạ. Bia 1990. Bây giờ em sẽ ra đây không đèo được mai, sáng mai đèo được không? Anh người ta bảo sáng mai. Bảo luôn em hết đá rồi. Chị ơi bảo luôn em được không? Em đang hết rồi. Nếu mà nghe bác tin cho mình tư vấn cho. Mình nghi nhẹ. Nữ đánh được. Tạm ưu. Đi tạm 1-2 chú. Cái thế nhỉ? Ủa, tầm nào qua mình cũng giờ. Em cũng không nghe đi đừng đánh người ta. Giờ người ta tập hóa mua tạm chứ còn là giờ ai bán. Mùa này người ta đánh thịt. Hà Mã ơi, ra tạp hóa mua tạm một túi. Ra tạp hóa mua tạm một túi đi. Lũi tao không mang, người ta không mang đá đâu. Đi tạp hóa à? Đi ra tạp hóa mua tạm. Làm nào được ra tạp hóa mua tạm chứ còn giờ ai mang tạp máy? Bảo nó ra cái tạp hóa bên cạnh ấy. Em bảo rồi. Phát mình không hỏi nó, mình phải biết giờ mày có mang đá đâu, quán khác không mày? Quán nào giờ này gọi là gọi mang nguyên như phải là nó phải số lượng mất miến đi nó phải mất công lao chào 1 triệu người đang xem nhá. Thông báo pin yếu pin đã nhấp nháy Dương Thiều đang trong tình trạng pin nhấp nháy. Vậy quá. Thật. Vậy á. Và toát vọt 12 cân. Căng. 12 cân thì căng nhỉ. Căng nữa. Nhưng mà anh tôi đánh căng như cương rồi, anh đứt. Cước này thì chỉ chiêu thế thôi. Cước nhà có. Cước e Covid hay cái gì đây? Mấy nhỉ? Cứ anh đánh toàn là 1-2 ôm. Cứ Covid à? Cứ Covid anh em ạ. Ô, tùy cho em ấy. Ê, pha đập vào toát vọt. Đứt lưới. Ô, chúng ta cũng mệt đi. Ê, bê lô anh em. Đập kìa. Vâng, cầm mày 88m, bao lư 2020 cũng là đập tay. 12 17. Xuyệt ghê. Và bắt rơi cửa phần. Thì tú. Anh không còn được rồi. Ghê đúng không anh quả anh, tôi đang thổi cầu liếc chứ. Quả đấy là có sân sách giáo khoa đấy. À bạn gì? Oh dear. Một pha đập. Người sao bắt được? Người này đã bắt được. Ê! Cầu góng sân. Mày vào đi. Nhảy. Ờ, tôi cái lúc mà trận đấu. Idol Tuấn Anh không có gì ngoài tinh thần.
mặt chặt. Mẹ đánh giải cũng thế, mẹ 18, 12 cũng bắt đầu. Bật phát 21, 18, bịp. Anh em vừa được xây một quả bom hạt nhân của Nga thả xuống Ukraine. Anh quá bị chết chân rồi, hay đang chân rồi. Một pha nhắm đại bác của Nga xuống Ukraine. Em ấy chân đâu à? Xin thua. Đó, em bảo nó đi mua tặng tàu gà, nó bảo ừ rồi. Không mới nhận. Tại đâu? Nó bảo là quán, quán đâu? Quán đâu à? Xếp bạc, xếp bạc, cặp đôi Hương Đức đang là số 2 Việt Nam. Thế Đình Hoàng thì mạnh số mấy? Số 4. Con tướng đầu lao xuống kìa. Số 4. À, số 3. Còn anh đây thôi. Anh đi thôi. Chém rồi. Vâng. Tập chém và tập hất. Mệt quá. Tập đi em rồi. Có không thôi. Móc thật. Oh yeah. Khủng long ném bom xuống. Oh yeah. Buồn kìa. Ưng con đang đánh vật gì anh? X1-1. Vật X1-1 anh ạ. Anh nghe thấy thế mà. Bình luận viên thứ anh đến từ Cam Ranh. X1-1. Và vật X1-1 đập ghê thật. 1-6 à? 1-6. Uê! 1-3. Lộn mấy chân phì này. Cẩn thận. Để rất nhanh, cướp dựng lên là hai chân rồi Hưng con đập ra gì. Dã man chúng ta rồi. Không nhìn gì. Trước này tốn cước lắm nhỉ. Biên Dương Trung Đức đang đến với gần đến với series thắng rất là bất bại. Ngoài.
Vâng.